Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng OrderFood được thực hiện tại website mylab.vn Mình tên là Chế Công Bình Ở bài trước mình đã dẫn các bạn là các bước đúng không mà chúng ta phân tích nghiệp vụ của người dùng cho cái ứng dụng của chúng ta Thì chúng ta đã phân tích được cái nghiệp vụ như thế này ha Một người nhân viên đăng nhập rồi thao tác các thao tác quản lý của nó đúng không nào Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ thiết kế ha Chúng ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu để làm sao có thể đáp ứng được cái gì cái nhu cầu cái nghiệp vụ ha cái nghiệp vụ của chúng ta đã ở đây để lưu trữ các bạn thì đầu tiên các bạn xem chúng ta sẽ đi từ từ ha đầu tiên bạn thấy là người nhân viên có thể là gì đăng nhập đúng không vậy các bạn thấy là đăng nhập thông tin đăng nhập là chúng ta có gì có là à, mật khẩu à, tên đăng nhập và mật khẩu đúng không đúng không các bạn và nhân viên nhân viên đăng nhập thì bạn thấy là ngoài tên đăng nhập mật khẩu chúng ta cần có gì các bạn à thông tin của nhân viên đúng không nào có phải là ví dụ như là mình đi mình là một người nhân viên đi mình muốn đăng nhập được vào app thì mình phải cái gì à id mật khẩu của mình đúng không người khác thì có id mật khẩu của người khác ngoài ra vậy nếu người ta nhập người ta nhập vào nhiên là chúng ta phải lấy được thông tin của nhân viên đúng không vậy chúng ta có bản đầu tiên ha là một cái bản là bản gì ha các bạn bản nhân viên đúng không nào bản nhân viên chúng ta sẽ có bảng nhân viên. Rồi, thì nhân viên bây giờ cái bảng nhân viên này nó sẽ có những trường gì đây? Thì các bạn thấy nè, đăng nhập, đúng không? Nhĩ nhiên là bao giờ cũng phải có mã nhân viên ha các bạn, mã nhân viên. À, mã nhân viên, kiểu dữ liệu là à mã các bạn nói là gì mã những kiểu dữ liệu sẽ là kiểu in đúng không nào à kiểu dữ liệu kiểu in rồi chúng ta có gì nữa các bạn thì nhân viên thực hiện gì thao tác gì đây các bạn thao tác đăng nhập đúng không người nhân viên thực hiện thao tác đăng nhập thì chúng ta cần phải có là tên đăng nhập cái đã đúng không tên đăng nhập à tên đăng nhập thường thường chúng ta sẽ là kiểu à kiểu test cái này mình đang à, mình đang nói qua kiểu uh, kiểu mình sẽ thiết kế trên cơ uh, kiểu dữ liệu của thằng uh, sql line ha, tại vì chúng ta liên quan tới sql line rồi chúng ta sẽ xài các kiểu dữ liệu chính sql -line. rồi cho chúng ta có gì các bạn mật khẩu đúng không mật khẩu thì chúng ta sẽ là kiểu à, kiểu test luôn ha rồi chúng ta có gì các bạn dĩ nhiên là tên nhân viên đúng không đúng không, các bạn à chúng ta không phải biết là tên nhân viên cái người mà đăng nhập này là tên nhân viên là gì đúng không rồi kiểu test rồi chúng ta có gì ở đây tên nhân viên à giới tính đúng không không lẽ nhân viên mà không có giới tính hệ kỳ ha kiểu test rồi ok giới tính rồi chứ bạn ngày sinh nếu bạn nào muốn quản lý ngày sinh cả nhân viên ha các bạn ghi ngày sinh rồi ok ngày sinh cũng là kiểu test đúng chỗ nào rồi chúng ta có gì ở đây giới tính ngày sinh rồi chúng ta cần gì nữa các bạn chứng minh nhân dân đúng không đây là các trường mà một con người chúng ta có thể đúng không chúng ta là con người mà con người nhưng phải có ngày sinh chứng minh nhân dân rồi ha thì chúng ta cũng sẽ là kiểu test rồi các bạn xem coi gì thế nào Họ tên, mật khẩu, giới tính, ngày sinh, chứng minh nhân dân Rồi ok Chúng ta đủ rồi ha Vậy là một Đây là mọi người nhân viên có Như vậy là chúng ta đã xong được cái nghiệp vụ đăng nhập Đúng không? Chúng ta xong được nghiệp vụ đăng nhập rồi Có phải là khi đăng nhập chúng ta lấy gì? Thông tin của nhân viên mà chúng ta đăng nhập vào app không? Đúng không các bạn? Thì chúng ta đăng ký rồi chúng ta phải dựa gì đây? Dựa vào thằng nhân viên Đúng chứ nào? Thì các bạn thấy là tại sao chúng ta lại có mã nhân viên nhỉ? Đúng không? Tại sao chúng ta có mã nhân viên mà chúng ta không phải là khác đi? đúng như nào thì các bạn viết như vậy các bạn nhớ là tên nhân viên mình ví dụ như là tên nhân viên thì các bạn thấy là tên nhân viên chúng ta có thể là gì tên người trùng ví dụ như tên mình cũng có thể chồng vậy ngoài đời cũng người chồng rất là nhiều người hộ nguyện đúng không rất là nhiều người họ phạm đối với các bạn nếu mà chúng ta để thằng tên nhân viên nó là khóa chính đi ha thì các bạn có thấy là chồng không tên đăng nhập là khóa chính đi được không được đúng không chúng ta làm tên đăng nhập là duy nhất cũng được đúng mà chúng ta để là tên đăng nhập là khóa chính cũng được đúng như nào À, nhưng mà thông thường người ta sẽ không để tên đăng nhập là khóa chính đâu mà người ta sẽ để là mã nhân viên ha, mà người ta sẽ bắt là lỗi xem là cái tên đăng nhập này là có rồi hay chưa thôi ha. Rồi. Bạn thấy là chúng ta có mã nhân viên thì các bạn nên nếu bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn có thể là cho là tên đăng nhập là khóa chính luôn. Đó, tên đăng nhập là khóa chính cũng được, nhưng mà ở đây mình cho mã đi ha. Rồi, mã nhân viên là khóa chính. Ok. Rồi bây giờ chúng ta bước tiếp theo, chúng ta sẽ có là quản lý bàn ăn, quản lý thực đơn, quản lý nhân viên. Rồi phần nhân viên là chúng ta ok đúng không? Là chúng ta có bảng nhân viên rồi đúng chưa rồi chúng ta cần có bản gì đây à bản bàn ăn và bản thực đơn các bạn nhìn vào các bạn thấy liền bản bàn ăn và bản thực đơn đúng không thực đơn chúng ta có có gì có chúng ta có món ăn đúng không như, như các bạn thấy là trong thực đơn chúng ta phải có món ăn rồi và chúng ta cần phải có bản gì đây bạn món ăn nữa đúng không bạn món ăn thì là thực đơn chứ là bạn món ăn chứ nữa đúng không các bạn và chúng ta món ăn thì các bạn thấy là quán ăn chúng ta bán mà đúng không ví dụ như là chúng ta có thể bán trà sữa chúng ta có thể bán đồ nướng chẳng hạn thì món ăn chúng ta các bạn thấy là chúng ta có gì loại món ăn đúng không đồ nướng nó là what, món nướng như các bạn ví dụ như là đồ hấp là món hấp đồ chiên là món chiên đúng không vậy chúng ta nên phân loại món ăn đi đúng không vậy các bạn thấy là chúng ta có bản là bản món ăn và bản loại món ăn đúng như nào và chúng ta có bàn ăn à ví dụ như là cái nhà hàng của, của người dùng đi có bao nhiêu bàn ăn chẳng hạn vậy chúng ta có bản là bản bàn ăn nữa đúng không nào vậy các bạn thấy chúng ta thêm ba bản đó bản gì nè bản bàn ăn đúng không bản món ăn bản loại món ăn đúng chưa vậy chúng ta có bản đó ha rồi nói thì chúng ta làm liền hả bạn rồi vậy chúng ta có thêm một bảng nữa đúng không? Là bảng mình vẽ ra ha, là bảng món ăn và bảng loại món ăn. Đúng như nào? Rồi, mình sẽ làm loại món ăn trước ha. Đây là loại món ăn. À, đây là bảng loại món ăn. Rồi, thì bảng loại món ăn chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần mã loại và tên loại thôi đúng không các bạn mã loại và tên loại thì mã loại là chúng ta giống như là kiểu in rồi đúng như nào integer thì tên loại là kiểu kiểu test ha đối với SQL line đúng như nào rồi chúng ta có như đây thôi đó là bản à bản loại món ăn rồi bây giờ chúng ta tới bảng món ăn đúng không bảng món ăn rồi bảng món ăn món ăn rồi bạn món ăn ha, thì bạn thấy là bảng món ăn chúng ta có gì? mã món ăn đúng không? thì bao giờ các bạn thấy lúc nào chúng ta, ta cũng phải có mã hết, ha mã món ăn. rồi kiểu là kiểu in, ok ha, rồi chúng ta có gì các bạn? tên món ăn đúng không? các bạn thấy món ăn là chúng ta có tên mà ví dụ như là các bạn thấy là món ăn mình là ví dụ như là tên vừa là món bò hấp chẳng hạn, bò lúc lắc chẳng hạn đúng không? tên món ăn, kiểu test là hiển nhiên rồi, rồi chúng ta có gì các bạn? món ăn thì nhiên phải có giá tiền rồi, đúng không? tại vì chúng ta bán nhà hàng mà không lẽ món ăn không có giá tiền rồi làm sao sau này khi khách hàng ăn xong đi khách hàng à, kêu 5 món này khách hàng ăn xong rồi khách hàng tính tiền rồi cũng lẽ chúng ta tính nhẩm bằng tay đúng không chúng ta viết áp ra để làm chi à, để chúng ta thuận lợi trong cái khâu tính tiền đúng như nào rồi giá tiền cũng là kiểu test ha rồi các bạn mã loại đúng không có phải là các bạn nhớ là lúc nãy mình nói là ví dụ như mình có bò lúc lắc đi hoặc là bò xào đi thì có phải là bò xào là gì loại là nó thuộc loại món xào đúng không bò lúc lắc ví dụ cũng là bò món xào luôn chẳng hạn đúng nào rồi vậy là chúng ta có gì mã loại đúng không mã loại nó tham chiếu với cái này đúng như nào à rồi những thằng nào là khóa chính thì mình tô đậm ha khóa chính thì à, chúng ta sẽ chơi theo kiểu là không cần không cần khóa ngoại luôn tại vì hiện tại bây giờ non SQL mà chúng ta không cần khóa ngoại chúng ta chỉ có khóa chính thôi ha à. rồi chúng ta có bản là món ăn rồi bây giờ chúng ta có bản bàn ăn đúng không lúc nãy mình nói là thêm bản bàn ăn nữa rồi bàn ăn rồi những gì chúng ta phải có là mã bàn đúng không bao giờ cũng phải có mã thôi các bạn ha mã bàn tại vì các bạn thấy là bàn ăn tên tên bàn ăn nó thấy là giống nhau đúng không mã bàn xong mà tên bàn có nhiều người đặt là bàn số 1, bàn số 2, có người cũng thích đặt là b 1 b 2 chẳng hạn đúng không người những thích người ta đặt a một a hai chẳng hạn đó chúng ta phải có tên bàn ha rồi thì tên bàn thì các bạn thấy là ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ muốn biết nó còn chừng nào nữa không thì các bạn thấy là ví dụ như là một người một người khách hàng đi đi vào đúng không một người khách hàng đi vào đi vào cái quán của mình ngồi xuống ăn cái vậy các bạn thấy là bàn này lúc này mình là đã có người rồi đúng không đúng không các bạn vậy làm sao cái người nhân viên nhìn vào là nhìn vào cái áo chúng ta biết được là các bạn nó có người thì có phải là chúng ta cần phải có cái gì một cái tình trạng của các bạn đúng không? Để cho người nhân viên biết là cái bàn này có người hay chưa Để người nhân viên chỉ chỗ cho khách hàng ngồi vào đó ha, Và là thông báo cho khách hàng khác là À bàn đó đã có người rồi và chúng ta cần có cái gì các bạn? À có một cái tình trạng Đúng không nào? Đó, đây là bảng bàn ăn của chúng ta đây ha Rồi, thì các bạn quay trở lại nghiệp vụ là chúng ta mới được thêm bảng bản bàn ăn đúng không? Thì em có thấy là Ở nghiệp vụ mà người dùng ha khách hàng đi, ở người nhờ, người yêu là một người khách hàng. Đúng không một người khách hàng ngồi bàn đó, đúng không các bạn, gọi món. Đúng chưa? Gọi món các bạn thấy là có phải là người dùng, ví dụ như người dùng kêu 5 món thì các bạn thấy là ví dụ như là bàn số 1 đi kêu 5 món thì có phải lúc này là bàn số 1 này có 5 món ăn đúng không? Để chi để khi người giờ khi cái người nhân viên á, ví dụ như bàn số 1 ăn xong rồi người ta tính tiền, người nhân viên nhấn vào bàn số 1, đúng không? Người ta sẽ thấy gì? Thấy được danh sách các món ăn mà cái người bạn số 1 đó kêu và gì và tính tiền và thanh toán trên danh sách các món ăn đó đúng không các bạn vậy các bạn thấy là chúng ta phải có một bảng để gì để lưu lưu trữ đúng không chúng ta cần có một bảng nữa để chúng ta lưu trữ danh sách các món ăn của cái bạn đó đúng không của cái bạn đó của cái khách hàng đó người ta gọi vậy mình có một cái bảng là bảng gọi món đúng như nào rồi mình kéo này qua đây ha chà nằm tùm lum nha rồi ok rồi mình sẽ có một cái bảng nữa là bảng gọi món ha. Rồi chỉnh cho nó ngay ngắn lại tí. Rồi mình vẽ bảng gọi món vô. Rồi ok. Chỉnh sửa lại tí ha cho nó ngay ngắn cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi bạn ăn kéo qua nè. Gọi món kéo lên nè hay kỳ nhờ Lẽ ra mình phải vẽ trong người thông thường người ta sẽ dùng một cái gọi là power design ha các bạn ha Nhưng mà do mình uh, lười mình tải mình lười tải quá cho nên mình uh, thiết kế như vậy rồi bạn gọi món đi kệ nó đi Rồi sắp xếp cái này lại đi Đó sắp xếp lại rồi về đây ha à, gọi món kéo lên tí cho nó thấy đường kì nha thôi rồi thôi cứ vậy đi chứ kéo qua kéo lại hoài tốn thời gian chúng ta quá ha rồi thì gọi món đây gọi món thì gọi món chúng ta ghi rồi bạn mã gọi món đúng không mình chúng ta phải có mã gọi món bởi vì sao chúng ta có mã gọi món nè các bạn thấy là một bàn có thể kêu được nhiều món ăn chứ đâu phải một đâu đúng không bạn chưa nhiều món ăn đúng chứ nào rồi chúng ta phải có mã nhỏ món thì có phải là người nào order món cho cái khách hàng thì chúng ta phải chúng ta phải có gì mã nhân viên đúng không bởi sao chúng ta cần có mã nhân viên để cho ta biết xem là người nào đang order cho khách hàng có món này đúng không nào vậy mã của món chúng ta là kiểu in rồi mã nhân viên là gì cũng kiểu in luôn thì chúng ta sẽ tham chiếu trên đây đúng như nào à. rồi các bạn cẩn thận hơn các bạn thêm tính nữa là ngày gọi món ngày gọi đúng không ngày gọi cũng là sẽ là kiểu test bởi vì sao chúng ta có ngày gọi nè ví dụ như khách hàng ăn xong đi lỡ như mình tính tiền lộn á ha các bạn khách hàng có thể quay trở lại là khách hàng xem là ngày đó khách hàng ăn bao nhiêu món đúng nào hoặc là một cái người quản lý đi người ta kiểm tra thì người ta sẽ mở cái app lên ha mà lại cái điện thoại đó mở app lên để xem là người dùng đã gọi bao nhiêu món rồi đúng không rồi và chúng ta cần phải có cái bảng nữa là một cái trạng thái nữa là gọi là tình trạng đến chi thì bạn thấy nào ví dụ như là chúng nếu chúng ta không có tình trạng ha mình ví dụ không có tình trạng đi mình ví dụ mình là người thứ nhất mình vào mình ăn mình ăn năm món chẳng hạn đúng không mình đã thanh toán rồi ha ví dụ mình ăn bàn số 1 mình ngồi bàn số 1 đúng không mình ăn năm món mình thanh toán rồi Giờ rồi vị khách hàng thứ hai ngồi vô bàn số 1 đó đúng không các bạn cũng lại kêu gì kêu ba món nữa nếu như chúng ta không có cái tình trạng khi mà chúng ta chi vấn là chi vấn bàn một á các bạn ha chúng ta chi vấn bàn là bàn số 1 thì chúng ta sẽ gặp một cái tình trạng là gì nó sẽ lấy danh sách tất cả các món ăn của cái người cái người ăn trước đó nữa tính luôn cho gì cho cái người sau này bởi vậy chúng ta cần có cái tình trạng này đây chi để biết được là cái hóa đơn này ha chúng ta có thể hiểu là cái phần gọi món này là người dùng đã thanh toán hay chưa đúng không là người dùng đã thanh toán hay chưa đó thì chúng ta có hai trạng thái là chưa phone thôi là để biết là người dùng đã thanh toán hay chưa ha rồi chúng ta có trạng thái như vậy thì các bạn có thể thêm ở đây thuộc tính nữa là ví dụ như là mã món ăn đúng không mã món ăn thì như chúng ta các bạn thấy là chúng ta gọi món là chúng ta có món ăn nào đúng không thì chúng ta cần phải có mã có mã món ăn để làm chi chúng ta thông qua mã món ăn này chúng ta đối chiếu lên bảng món ăn thì chúng ta sẽ lấy được gì tên món ăn đúng không nào Rồi chúng ta phải có mã món ăn là kiểu in rồi chúng ta có ở đây mã món ăn mã loại cần không không có đúng không chúng ta tham chiếu mã món ăn thì chúng ta thấy được, lấy được cái bạn à, lấy được mã loại rồi chúng ta có cái nữa là mã bàn à, và số lượng đúng không rồi thì các bạn xem, bây giờ chúng ta sẽ thử cái nghiệp vụ này nè. Thử nghiệp vụ gọi món ha, chúng mình sẽ xóa này đi. Rồi mình thử nghiệp vụ gọi món. Mình ví dụ như nếu như các bạn gọi món mình làm như vậy thì đầu tiên ví dụ như là mình là khách hàng đầu tiên mình vô gọi món, à nó sẽ sinh ra là mã số 1. Mã gọi món là mã một vì nó tự động phát sinh mình đúng không? Mã gọi món là mã một Rồi mã nhân viên, mình ví dụ như là người nhân viên là order cái món này là người nhân viên có mã là mã số 1, ngày gọi ví dụ ngày 30. 23 tháng 2 đi ha 2016 chẳng hạn hoặc xong sau, sau đó là chúng ta có gì các bạn à tình trạng là phone đúng không phone ví dụ như là chưa thanh toán chẳng hạn chu là thanh toán rồi đó mà để là phone là chưa thanh toán rồi mã món ăn ví dụ người ta gọi món ăn món ăn số 2 đi là món gà là ru gì đó đúng không mã bàn là bàn một số lượng là hai số 3 đi đúng không rồi sau đó mình lại tiếp tục thêm ví dụ như là thêm món ăn nữa ha mình ví dụ như là thì mình tiếp tục mình thêm món ăn nữa thì lúc này có phải là mình lặp lại cái việc là mã nhân viên là một đúng không mình thêm là cái mình lặp lại cái việc là thêm mã nhân viên là một rồi à, ngày là như vậy đúng không rồi mã tình trạng là phone rồi mình lặp lại cái việc là mã mã món ăn là gì sau đó mình chỉ thay đổi mã món ăn thôi đúng không mình thay đổi mã món ăn với lại là mã bài có thay đổi không không đúng không và số lượng thôi là hai là hai chẳng hạn đúng không thì các bạn thấy là gì về việc cái ngày mã gọi món cái mã gọi món này thì nó có thể là phát sinh mới nè đúng chưa rồi về việc cái gì nó giữ nguyên các bạn mã nhân viên giữ nguyên nè cái ngày gì người ta giữ nguyên nè đúng không thì các bạn thấy là nếu như các bạn để trong một bản gọi món thôi thì cái công việc nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn có thể tách ra thêm một bản nữa ha các bạn để nguyên bản gọi món cũng được hoặc là các bạn có thể tách thêm một bản nữa gọi là bản chi tiết gọi món rồi bản chi tiết gọi món ha các bạn kéo nó lên tí dễ qua rồi kéo lên rồi chi tiết gọi món các bạn chi tiết gọi món ha thì các bạn nên tách ra các bạn tách ra đi để cho các bạn dễ quản lý còn nếu các bạn để chung á thì sau này chúng ta sẽ khó quản lý lắm ha thì chi tiết gọi món thì có phải nó lấy mã gọi món là khóa chính không đúng không nào các bạn thấy là lấy mã gọi món là khóa chính đó nó sẽ lấy mã gọi món là khóa chính đúng không sau đó là gì các bạn mà vậy là mã gọi món là khóa chính đúng không nào sau đó là gì mã món ăn kiểu in và số lượng mình để ở đây đúng không vậy là mình bỏ được như vậy đúng không mình bỏ được các bạn à bỏ được cái mã món ăn ở đây đúng không vậy này mình còn lại là gì mã bàn ha và tình trạng thì bạn thấy là gì mình tách ra một bảng nữa thì bảng này nó sẽ ít dữ liệu hơn thì cái quá trình thêm á, thì mình sẽ bớt được cái việc mà lặp đi lặp lại nhiều lần ha ví dụ như là mình sẽ làm mã món ăn là một mã nhân viên là một ngày là như vậy tình trạng là phone đúng không mình chỉ cần thêm bản bảng thôi một bảng là bảng bàn này thôi đúng chứ các bạn có tình trạng là phone rồi có mã bàn là nào mình thêm ha để mình thêm đây để cho các bạn thấy được sự khác nhau của hàng nó ha rồi ví dụ như là trường hợp 2 của mình nè à, có phải là ví dụ như là mã vệ sinh mình là một đúng không mã nhân viên mình là một đúng chưa ngày ví dụ mình cho là ngày 24 tháng tháng tư đi à, 24 tháng 3 đi 2016 là ngày hôm nay ha rồi tình trạng bạn là đúng rồi chưa thanh toán là phone đúng chưa nào đó rồi, các bạn thấy là ngày gọi là chúng ta có rồi đúng không? Mã nhân viên, mã gọi món nè, mã nhân viên nè, ngày gọi nè, tình trạng nè, mã bàn là bàn 1 nè. Đúng không? Rồi, ví dụ như bàn 1 này mình kêu người khách này đi, bàn 1 này mình kêu là 5 món chẳng hạn. Thì có phải lúc này bản chi tiết đúng không? Mình sẽ thêm bản chi tiết là gì đây? Mình đang tham chiếu mã gọi món qua là mã gọi món là một đúng không các bạn? Đúng chưa? Mã món ăn là một Đúng nào? Và gì? Số lượng là ba chẳng hạn, 4 chẳng hạn. Rồi, ví dụ như khách hàng số 1 này kêu thêm một món nữa đúng không kêu thêm món nữa cái gì đây à, bên phải, phải là lúc này bên đây nó phát sinh là mã gọi nó món là mã hai đúng không đúng không đâu cần đâu đúng không là mã một nè đó các bạn nó đâu cần phải nó đâu phát sinh mã gọi món là mã số 2 đâu rõ ràng là chúng ta vậy cái bàn này chưa thanh toán mà đúng không nào đây các bạn thấy là bàn này tình trạng là phone thì nó nhiên là phải chưa thanh toán rồi đúng không nếu như theo cách cách mà chúng ta gom chung á, thì có phải là các bạn thấy là bàn số 1 thôi ví dụ như bàn số 1 đi tình trạng tình trạng nó là chưa thanh toán đi bàn số 1 mà order một cái thì phải chúng ta phát sinh ra nhiều là à, gồm món 2 mã gồm món 3 cũng là bàn số 1 thôi nhưng với tình trạng này à, với cách mà chúng ta làm như vậy thì các bạn thấy là chỉ cần là tình trạng nó là phone thì các bạn thấy là bàn 1 mã được đơn là 1 đúng không chúng ta chỉ cần thêm số lượng thôi cho mã món ăn thôi ví dụ mã món ăn là 2 và số lượng là 3 cho bàn số 1 là cho cái phần này thì tương tự như vậy đó nó cũng là mã được đơn là một đúng không rồi số lượng mã món cái cái, gọi món ăn nào thì ta chuyển vào mã món ăn là 4 chẳng hạn số lượng là 5 đúng không? đó chúng ta cần vậy thôi. thì các bạn thấy là gì? chúng ta chỉ cần có gì một trường duy nhất ha. bên mã gọi món chúng ta chỉ cần luôn trường. và đây chúng ta gì lưu chi tiết như vậy thì nó sẽ gọn hơn cái việc mà chúng ta túm lại một đọ, túm lại một một nhóm như thế này. đúng không nào? mà túm lại nhóm như thế này ví dụ như bạn số một kêu 5 món đi thì có phải lúc này có phải là mã cái bảng mà mã gờ món các bạn là thêm gì? À, nó phải phát sinh ra 5 dòng không? đúng không? trong khi đó nếu chúng ta tách ra ha tách ra thì bảng gọi món chúng ta chỉ có một dòng thôi. đúng không các bạn và bảng gì? chi tiết nó sẽ có năm dòng nhưng chi tiết nó sẽ lưu lưu ngắn gọn hơn nó sẽ tối ưu được cái gì tối ưu được cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đúng như nào ha các bạn biết giờ là các bạn biết ha rồi mình sẽ kéo cái quan hệ khóa chính khóa ngoại cho các bạn xem nha xếp rồi thằng này xuống đây đúng như nào rồi thằng này mã nhân viên xuống đó đúng không mã món ăn xuống đây đúng không chi tiết gọi món chi tiết gọi món qua đây đúng như nào? Mã loại à. Mã loại tham chiếu qua và... và bên đây. Đúng không? Rồi, chúng ta có gì đây? Mã bàn. À, mã bàn tham chiếu qua bên đây. Đúng như nào? Rồi, chúng ta đánh dấu các khóa chính. Mã bàn là khóa chính nè. À, mã gọi món là khóa chính nè. Đó. Bên đây là mã gọi món và mã món ăn là khóa chính nè đúng không chúng ta sẽ có cho này hai này là khóa chính để tránh cái trường hợp mà gì mã gọi món nó trùng đúng không nếu như các bạn để mã gọi món là khóa chính đi các bạn thấy nè chi tiết gọi món tôi để mã gọi món là khóa chính thôi thì các bạn sẽ thấy tình trạng là gì mã gọi món mà chúng ta thêm là một một như vậy là nó sẽ trùng đúng không mà nó trùng một cái là sai hai các bạn ha rồi các bạn lưu ý là bởi vì chúng ta làm hai khóa chính đến chi ví dụ như mã gọi món là một tôi gọi món số 1 ok mã gọi món là một tôi gọi món số 2 ok nếu như người dùng gọi món số một chúng ta kiểm tra xem là món ăn đã có hay chưa nếu có rồi chúng ta chỉ cần update lại số lượng thôi đúng không các bạn à, đây chính là data bằng chỉnh chúng ta vậy bạn thấy là chúng ta có mấy bản các bạn một hai ba bốn năm và sáu bản à, thì đó chính là cách mà chúng ta phân tích cơ sở dữ liệu thì các bạn thấy là để phân tích cơ sở dữ liệu thì chúng ta cần phải nhìn vào cái gì cái bảng, cái, cái, nghiệp vụ UK mà chúng ta đã phân tích ra đúng không các bạn cái bản danh sách các nghiệp vụ sau đó từ nghiệp vụ mà chúng ta suy nghĩ xem là người dùng sẽ thực hiện những cái thao tác nào và chúng ta cần lưu trữ những cái gì để chúng ta thiết kế database phù hợp cái việc lưu trữ đó thì hồi đó các bạn liên hệ đi học quá đúng không các bạn nay thường gặp cái tình trạng một nhiều nhiều một quá nếu như các bạn không biết cái đó thì các bạn có thể làm như mình các bạn chỉ cần suy nghĩ nghiệp vụ suy nghĩ cách mà chúng ta lưu sau đó chúng ta liệt kê ra à, các bạn sẽ chạy trong đầu là chúng ta sẽ lưu những cái gì giống như thế này giống như mình là đó lưu những cái gì đúng hay sai chúng ta sẽ liệt kê ra mục đích lưu chúng ta ví dụ như cái bản uh, gọi món này của mình vậy đó nếu như mình để thằng uh, mã gọi bạn chi tiết đi mình để mã gọi món là uh, mã chi tiết là mã gom là mã khóa chính đi đúng không thì các bạn thấy là gì nếu như là hai cái một một mã, mã mở cái món là một một thì nó sẽ gặp tình trạng là nó trùng thì nó sẽ sai đúng không bởi vậy mình mình cho hai thằng khóa chính đó là cái lý do mà chúng ta làm như vậy ha à, vậy các bạn lưu ý là để phân tích được cơ sở dữ liệu thì các bạn phải gì căn các bạn phải có là mô hình du cây của nghiệp vụ ha chúng ta phải có nghiệp vụ để chúng ta thông qua cái nghiệp vụ đó chúng ta gì à chúng ta biết được nghiệp vụ mà người dùng sẽ làm như thế nào các thao tác như thế nào đó và chúng ta phân tích ra cơ sở dữ liệu để gì À, để lưu lưu trữ là những cái hành động đó ha thì à, có thể có thể là trong quá trình làm các bạn có thể là sai thì các bạn có thể sửa cơ sở dữ liệu vẫn được bình thường không sao cả ha nhưng mà lúc này chúng ta sai chúng ta sẽ ít sai hơn cái việc mà chúng ta không có mô hình UK đúng không không có mô hình UK chúng ta không có mô hình UK để mô tả nghiệp vụ người dùng thì sẽ dẫn tới cái việc mà các bạn sẽ sai nhiều hơn đúng không sai nhiều hơn và chúng ta sẽ sai cơ sở dữ liệu trầm trọng hơn thì dẫn tới cái việc mà chúng ta khó khăn trong việc mà chúng ta chỉnh sửa ha, so với chúng ta vẽ hình mô hình Moke UK và chúng ta phân tích trên cái nghiệp vụ đó rồi thì như vậy là ngày hôm nay mình đã dẫn các bạn phân tích cơ sở dữ liệu cũng như là thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng chúng ta thì bài sau chúng ta sẽ vào cái phần thiết kế giao diện đăng ký cho giao diện đăng ký cho ứng dụng chúng ta các bạn xin chào lại các bạn